Đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng 80ml nước cốt hồng trà. Tiếp theo là 50ml nước nóng. Tiếp theo là 30g bột vị khoai môn. Tiếp theo là 15g bột sữa. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ đánh đều. Tiếp theo là 20ml đường nước các bạn cho vào. Bây giờ thì các bạn sẽ cho đá vào và lắc đều lên. Tiếp theo là các bạn sẽ cho thêm topping chân châu. Các bạn cũng có thể cho thêm một chút chân châu mộc chai để cho nó ngon hơn. Và cuối cùng là các bạn sẽ đổ hỗn hợp khoai môn lên trên. Và như vậy là các bạn đã hoàn thành ly trà sữa. Các bạn thân mến, vậy là sau vài phút pha chế, tôi và các bạn đã cùng nhau làm món trà sữa khoai môn kết hợp với chân châu đen và chân châu ngọc trai, rất là thơm ngon. Bây giờ thì mời các bạn hãy làm cái tôi và cùng nhau thưởng thức ly trà sữa châu này. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại.